Kính chào quý vị và các bạn. Chắc hẳn là mọi người cũng đã đi mua các cái mẫu đèn thờ rồi. Và hôm nay thì những người nào mà chưa mua ấy, thì mình muốn giới thiệu cho quý vị cái cách để chúng ta lựa chọn đèn thờ làm sao cho nó phù hợp. Ở đây thì mình có một đôi đèn thờ theo kiểu một mái như thế này, được làm trên cái chất liệu bằng gỗ hương. Khi mà chúng ta mua đèn thờ, cái điều lưu ý mà chúng ta cần phải nhận biết được đầu tiên đó chính là một đôi đèn thờ nó phải bằng nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái màu sắc và cái sự chạm khắc của nó cũng phải đồng đều và giống nhau, đúng không ạ? Không có thì nhiều những cái mẫu đèn thờ chúng ta đi mua ấy, nó bị lệch, ví dụ như cái mẫu bên này nó khác, mẫu bên này nó lại lệch đi một tí. Bởi vì khi người ta lắp đại trà ấy, thì là người ta sẽ lắp là hàng loạt, cho nên là có những cái giống nhau, có những cái nó sẽ khác nhau, khi chúng ta sắp đôi ra nó không chuẩn. Và đây thì chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị là về cái cách lựa chọn là chúng ta phải mua làm sao bằng nhau. Thứ hai là đồng đều về chạm khắc, về kiểu cách là phải giống nhau. Cái thứ ba nữa là cái màu sắc của gỗ nó cũng phải đều nhau. Đấy, màu sắc của gỗ. Không có thì chúng ta mua, chúng ta không biết mua là cái màu đen, cái thì màu vàng, đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta mua chúng ta phải lựa chọn. Và một cái điểm thứ ba nữa là chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị là trong cái đèn thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái bóng để chúng ta thắp sáng như thế này. Và chúng ta phải có một cái chiết áp để điều chỉnh bóng sáng to, sáng nhỏ rồi tắt ở trên cái chiết áp này. Đấy, mở lên như thế này. Đấy. Khi chúng ta sử dụng ấy, chúng ta muốn thay bóng ấy, thì chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta phải biết cách là lấy con tô vít bốn cạnh, chúng ta tháo ba cái vít ở đây. Ba cái điểm vít này là để chúng ta tháo nó ra để chúng ta thay bóng. Đấy, là ba cái điểm vít này. Đấy, dùng một cái tô vít bốn cạnh là có thể chúng ta xử lý được cái món là tháo cái bóng này ra để thay. Đấy. Và một cái điểm nữa là cái đèn thờ này là được nâng cấp lên so với trước. Trước đây ấy thì là chỉ là đánh cách ly thôi, nhưng sau này ấy, thì là sơn VU và nâng cấp một lượt nữa, đó chính là như cái mẫu đèn thờ này là được sơn son thiếp vàng, tức là những cái điểm nhấn của nó là được sơn son thiếp vàng. Anh em nhìn thấy nó rất là đẹp luôn, các cái hoa văn ở đây đấy là được sơn son thiếp vàng. Đấy, các cái đao này, đấy, mũ này được sơn son thiếp vàng, và các cái viền chỉ này được sơn son thiếp vàng. Nó tạo lên được một cái điểm nhấn rất là đẹp. Một cái đèn thờ kiểu dáng như thế này thì anh em nhìn thấy nó có mỹ mãn không, đúng không ạ? Và khi chúng ta sử dụng, chúng ta mua đèn thờ, chúng ta cũng phải lưu ý là cái đèn thờ là phải chắc chắn, chân đế nó phải rộng, chân đế nó phải rộng, khi chúng ta để nó phải chắc chắn, không có là khi chúng ta sử dụng là nó sẽ yếu, chạm vào cái nó đổ. Và đây thì chân đế là cực kỳ chắc chắn. Đấy, thì đấy là một trong những cái giá trị khi chúng ta lựa chọn đèn thờ để chúng ta mua, là chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải rất là cẩn thận về các cái cách chúng ta lựa chọn, đúng không ạ? Một cái điểm lựa chọn nữa, tức là chúng ta phải lật cái đít này lên, chúng ta chọn cái gỗ của nó, chúng ta phải nhìn cái phần chưa sơn này, là chúng ta nhìn là xem nó có lõi hay không, hay là nó là gỗ rác, đúng không ạ? Còn cái phần sơn rồi này chúng ta không có thể phát hiện được, nhưng chúng ta sẽ phát hiện ở cái phần gầm đế này. Đấy, rồi thì bên trong người ta chưa sơn là chúng ta sẽ phát hiện được. Đấy, cái phần gần đến. Đấy, nếu mà nó có là gỗ lõi thì chúng ta sẽ phân biệt được rằng là cái màu lõi bao giờ nó cũng sẽ sẫm hơn, và cái màu rác nó sẽ trắng bạch. Đấy, thì khi chúng ta lựa chọn, chúng ta phải tối ưu được những cái giá trị của nó, thì khi chúng ta sử dụng cái đèn thờ này thì nó mới bền được, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sử dụng cái đèn thờ này không phải là 1 năm, 2 năm, mà chúng ta sử dụng cả một cuộc đời của chúng ta nó cũng không có hỏng. Đấy, thì chúng ta phải lựa chọn nó phải đủ một số các cái tiêu chí mà vừa nãy mình chia sẻ. Một cái điểm cũng rất là quan trọng nữa, khi chúng ta lắp ráp là những người thợ, người ta hòa keo, người ta trộn keo, người ta lắp ráp, và cái keo đó nó phải là keo xịn, bởi vì khi trên thị trường người ta mua bán là nó có keo loại 1, keo loại 2, keo loại 3. Thế mà dùng cái loại này mà chúng ta không dùng cái keo loại 1 ấy, thì khi chúng ta sử dụng 3 năm hay là 5 năm, nó có thể là nó lão hóa cái keo ấy đi, và các cái chi tiết này nó sẽ bị rụng ra. Đấy,
Bởi vì chúng ta biết được rằng là cái keo ấy nó gắn vào thì đương nhiên là nếu mà cái keo xịn thì nó sẽ rất là bền. Nhưng mà chúng ta không biết được rằng là đâu là keo xịn, đâu là keo giả. Bởi vì khi chúng ta mua thì nó rất là chắc chắn, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi về sử dụng 1 năm, 2 năm, có những người sử dụng có khi vài tháng nó đã rụng rồi. Đấy là cái keo đẻo. Người ta, cái người thợ người ta làm nó không có chuẩn. Đấy, thì là nó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là đối với trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thì chúng tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị là gì? Khi mà lựa chọn tất cả các sản phẩm thì bắt buộc chúng ta phải lựa chọn làm sao những cái cơ sở, những cái nơi nó có uy tín để chúng ta có thể mua. Bởi vì người ta nói là tiền nào của đấy. Đấy, tiền nào của đấy. Với một cái đôi đèn thờ như thế này thì đối với trung tâm đồ gỗ Văn Sáu là đang bán với một cái giá là 1,2 triệu một đôi. Đấy. Còn ở ngoài thị trường có những đơn vị người ta có thể là bán 1,050,000 chẳng hạn như thế, hoặc là có những đơn vị là người ta bán có thể là nó rẻ hơn nữa, thì nó còn phụ thuộc vào cái chất gỗ nữa. Nếu mà cái này mà làm gỗ kém chất lượng thì có thể là vài trăm nghìn một đôi như thế này cũng có. Thế cho nên là đấy cũng là một trong những cái tiêu chí khi chúng ta lựa chọn, chúng ta muốn lựa chọn hàng xịn thì không có lý do gì nó lại là rất rẻ, đúng không ạ? Một lần nữa thì đối với trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thì rất là mong muốn là chia sẻ cho anh em. Còn anh em nào mà xem cái kênh của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu mà chưa có like, chưa có đăng ký trên kênh thì cũng xin mời anh em là đăng ký trên kênh, để mỗi khi mà trung tâm đồ gỗ Văn Sáu chia sẻ cho anh em không chỉ là đèn thờ, mà trung tâm đồ gỗ Văn Sáu còn chia sẻ rất nhiều các cái sản phẩm khác về phong thủy, về đồ tâm linh cho quý vị, thì quý vị sẽ biết và quý vị sẽ xem để lựa chọn cho mình một trong những cái sản phẩm giá trị. Và cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.